Và các bạn lưu ý là cái lá ổi này các bạn lấy cho mình khoảng 20g và các bạn về các bạn sao các bạn phơi khô nha. Phơi khô là 20g. Rồi cái dây diều này, cái dây diều này hoa của nó đây. Nó là thuộc dạng là thân dây rất là cứng nha. Đây này, tê lê là toàn cây của nó nha cả nhà. Đó. Đó, dây diều đây. Các bạn sẽ kết hợp hai loại lá này với nhau, đó là lá ổi và cái dây diều này để điều trị kiết lỵ và tiêu chảy nha. Thì các bạn đem hai cái này và các bạn đem sao vàng lên. Các bạn sắc với cho mình là 500ml nước, các bạn sắc chia làm đôi nha. Chia làm đôi và uống trước bữa ăn 30 phút. Đây. Nó trị về tiêu chảy và kiết lỵ rất là hay luôn. Dây diều này thì nó trị tiêu chảy, đồ trị về ứ nước thận cũng người ta áp dụng rất là nhiều rồi. Các bạn kết hợp hai loại lá, đó là lá ổi và lá cái dây chặt diều này, hay người ta hay còn gọi là dây diều á. Mà loại dây này thì ở trên vùng Đắk Lắk mình thì chưa thấy nha, nhưng mà trên Gia Lai rất là nhiều. Trên Gia Lai nó rất là nhiều. Đây nó đây. Bị tiêu chảy thì các bạn hạn chế, các bạn không ăn những cái đồ sống, bởi vì ăn sống là nó sẽ càng ngày nó càng bị tiêu chảy nặng nữa. Các bạn ăn chín uống sôi rồi ăn cháo. Tiêu chảy thì nó rất là mất nước nha. Các bạn có thể sử dụng, các bạn bù nước bằng cách là các bạn uống nhiều nước để cho cơ thể mình nó, sau khi mà các bạn bị tiêu chảy các bạn đi á, đây là nó rũng tay rũng chân là nó mất nước, cho nên là các bạn sẽ uống thật nhiều nước và sử dụng bài thuốc này. Hạn chế không ăn những cái đồ, những trái cây mà còn tươi, như chẳng hạn như xoài, ổi, mà ví dụ như cái loại mà khó tiêu á là nó sẽ không lành nha cả nhà. Các bạn áp dụng bài thuốc này trong vòng từ khoảng từ 3 đến 4 ngày thì cái bệnh kiết lỵ tiêu chảy nó sẽ được cải thiện nha, nó sẽ hết nha. Đó là cái cây của nó đây, dây nó thuộc dạng là dạng dây luôn. Hai các bạn thấy lá ổi và cái lá dây diều này rất là giống nhau đúng không ạ? Là thì tất cả đều là 20g. Các bạn sao vàng lên. Bạn nấu với nước. Và lưu ý là các bạn là bỏ vào trong cái nồi nấu, các bạn bỏ vào nồi inox các bạn nấu nha. Mì nóc các bạn đun, các bạn thả cho mình là, các bạn có thể là thả một tí muối vô để cho nó cân bằng ấy, thì các bạn có thể bỏ một chút muối vào và các bạn sử dụng nó luôn. Còn nếu như không có cái dây diều này nha cả nhà, thì nếu như các bạn bị tiêu chảy nha, không có cái dây diều như mình quay nha, thì các bạn có thể kết hợp với lá đọt ổi này cũng được, nam 7 đọt, nữ 9 đọt nha. Bạn nhai với muối và các bạn nhai với muối, những cái đọt non như vậy này các bạn nhai với muối và các bạn uống một tí rượu vào cho nó dẫn vào nhanh vào trong dạ dày của mình nha. Dẫn nhanh vào trong dạ dày và đường ruột của mình. Đó là riêng về cái lá ổi này. Lá ổi này thì nó trị đau bụng, trị tiêu chảy cũng rất là hay luôn. Nếu như các bạn có được cái dây diều này thì các bạn kết hợp hai loại cây nữa thì càng tốt. Còn không tìm được loại cái dây diều này thì các bạn cũng có thể các bạn kết hợp độc vị một loại đâu, đó là cái đọt ổi này. Các bạn cứ hái những cái đọt non non như vậy này và các bạn rửa sạch. Những cái đọt non như vậy này, nam thì 7 đọt, nữ thì 9 đọt, các bạn rửa sạch và các bạn bỏ vào trong miệng và các bạn nhai chung với muối. Nhai các bạn sẽ thấy là sau khi các bạn nhai thì các bạn sẽ thấy cái bụng của các bạn nó không còn kêu ọt ọt mà nó cũng cái nó sẽ dứt cái cơn tiêu chảy nhưng mà nó vẫn còn đau bụng nha. Các bạn phải nhai thường xuyên bằng cái đồ gỗ này. Đây là dân gian người ta họ sử dụng những cái cây thuốc xung quanh để người ta họ trị bệnh tiêu chảy rồi đó, bằng lá ổi này cũng giống như là đọt ổi. Còn ngoài ra thì đọt ổi này nó còn trị được là đi cầu mà ra máu á, thì người ta cũng hái những cái đọt bự hơn là đọt, hái những cái lá to như vậy này. Ta về người ta nhai với muối liên tục thì là
đi cầu nó sẽ không ra máu nữa nha, từ cái lá ổi này nha cả nhà. À, xung quanh mình có rất là nhiều cây thuốc, mình chỉ không biết công dụng thôi, chứ mình biết là nó luôn là, xung quanh là những cây cỏ luôn là những cây thuốc để trị bệnh. À, và nếu như ai mà bị tiêu chảy hay bị kiết lị thì các bạn có thể chỉ cho người ta bài thuốc này để người ta uống nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video khác. Nếu như các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like và chia sẻ video của tôi cho mọi người cùng nhau để biết thêm thông tin cũng như liều dùng của các cây thuốc áp dụng trong việc điều trị bệnh trong cuộc sống nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha.